Ở đây là khu Thương Xá Plaza, về đêm của cái chỗ còn gì ta, ôi mẹ nó tên rồi, đẹp cực kỳ chưa. Đây có hồ bơi ra luôn nha, cực kỳ chưa. Đây tới cái đường vô trung tâm ngay chỗ Thương Xá. Trời ơi, tối quá đẹp, ban ngày cũng đẹp nữa. Nhưng cái điều nó mới được chưa? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Ăn hả? Rồi ăn uống tiếp tục. Trời. Ở đây. Ở đây có beauty shop nữa. Ủa cái này kêu bằng gì? Quên mẹ tên rồi mày. Đây tên gì? Đây hả? Ở đây là trung tâm thương mại Hồ Tràm mà tôi tự nhiên quên. Quá đẹp không? Trời, có nhạc nước nữa hả? Tâm thương mại Hồ Tràm. Wow.